Nguyên nhân khiến ô tô bị giật ga khi di chuyển. Ô tô bị hụt ga là dấu hiệu trục trặc của các hệ thống liên quan đến động cơ. Hiện tượng này không chỉ gây ra các hư hỏng mà còn có nguy cơ mất an toàn khi lưu thông. Một trong những nguyên nhân có thể do hệ thống đánh lửa tắc kim phun, bơm cao áp không hoạt động thì đều dẫn tới thiếu nhiên liệu gây hụt ga. Ngoài ra, một số cảm biến quan trọng như cảm biến lưu lượng khí nạp buồng đốt, cảm biến oxy, nhiệt độ nước làm mát, cảm biến vị trí bướm ga khi gặp lỗi, dữ liệu khí nạp buồng đốt không chính xác sẽ dẫn tới chu trì động cơ sai lệch gây hụt và giật ga. Lọc gió động cơ bị bẩn cũng khiến cảm biến lưu lượng khí hoạt động sai lệch, khiến xe bị giật khi đạp ga, thậm chí có thể chết máy khi tăng tốc. Ô tô hụt ga, tăng tốc kém hoặc khó khởi động phần lớn là do các hệ thống động cơ. Người dùng nên đưa xe đi kiểm tra để tìm ra vấn đề và kịp thời xử lý, tránh để lâu dài khiến động cơ hư hỏng nặng hơn.